Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sang một cái món mới. Không biết mọi người có ăn chưa ha. Đây là món tằm bì, bánh tằm bì nha. Đây là một sự kết hợp giữa nước dừa và nước mắm. Chờ chút xíu nha. Để mình ăn buổi sáng là phải có nhạc nghe. Đây là bài hát, đây là nhạc trong phim Diên Hi Công Lược nha mấy bạn. Đây là tựa đề bài hát là Âm Thanh Tuyết Rơi. Mình đang rất thích bài hát này luôn. Rồi, vừa nghe nhạc vừa coi mình nha. Đây, tại sao mình nói đây là cái món đầu tiên kết hợp giữa mặn và ngọt? Mặn thứ nhất là nước mắm, và ngọt đó là nước dừa, cốt dừa. Đó. Bánh tằm bì này nổi tiếng ở Đồng Tháp nha mọi người. Wow, cái nước hành đó nó chảy ra. Tại nãy mình để ngang để mình xoay lại cho mọi người coi. Đây, ở đây có gì đây? Ở đây là có hành nè, ở đây là cọng cọng bún, y như người ta gọi là bánh tằm mấy bạn, nhưng mà mình thấy giống bánh canh quá à. Cũng cũng hơi 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 khác một chút. Ở đây có bì nè, có thịt heo sắc sợi 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 nhỏ 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 nè đó, và một ít rau sống có lá thơm như có giá, nó tự tự như rau để ăn bánh bánh cuốn á mọi người. Đây này đó, thấy không, rau nè, thịt nó sắc nhỏ ba dai nè đó. Rồi là sau đó là mình sẽ chế nước mắm với nước cốt dừa cho đôi ăn. Cái món này là hồi đó mình đã ăn một lần rồi, ăn ngay quán của Đồng Tháp luôn, ở bên đường Nguyễn Trãi với mấy bạn. Cái phở lệ nhìn qua xéo xéo chút xíu á. Có ai coi cái phim Diên Hi Công Lược mà biết cái đoạn này ở đoạn nào không? Đây là cái ngay chỗ cái đoạn mà tập 70 nha mọi người, tập 70. Hải Lang Sát quay về và báo cho anh Lạc là cái phương thuốc của cô là phương thuốc gì vậy đó. Mình chế không hết bệnh nha mọi người. Đó, phương thuốc gì đó, Phó Hằng đã ấy rồi, đã mất rồi và Phó Hằng nhờ tôi chuyển lời. Đó. Sau khi chuyển lời của Phó Hằng xong, Hải Lang Sát rời đi. Lúc đó là Nguyễn Anh Lạc đau khổ, sau đó Hải Lang Sát quay lại. Nó là tôi không hiểu sao một nữ nhân như cô là có, tức là có thể điều khiển được mọi người, vậy tại sao chỉ có một người cô lại không gì đó, quên rồi. Cái này nhiều nước cốt dừa mới ngon nha mọi người. Rồi xong rồi, bây giờ mình trộn lên nha. Đó, bây giờ nước mắm với nước dừa nó trộn lại với nhau. Rồi, những bạn nào biết rồi thì sẽ không subscribe, còn những bạn nào chưa biết thì sẽ hỏi là nghĩ sao mà nước mắm với nước dừa ăn chung gì chèn. Vậy mà có đó nha mọi người. Nếu mà ai mà cảm giác, nếu mà ai hỏi câu đó là tức là có nghĩa là mọi người chưa ăn đúng không? Rồi mình ăn, mình sẽ nó cảm nhận cho nha. Mở nhà trở lại, mùi đậm nhất vẫn là mùi nước mắm. Các bạn ăn thấy là
có vị mặn. Nước dừa ở đây nó không có phải là nước dừa ngọt đâu mọi người ơi, nó làm lợ lợ. Cho nên khi mình ăn chung với nước mắm á là mình nó chỉ tăng cái độ béo của món ăn thôi. Nó vẫn thơm, tăng độ béo của món ăn. Ngoài ra cái bì với thịt á, người ta ướp rất là vừa ăn. Hình như có ướp một chút hay sao á. Ngon lắm. Mình đã ăn cái vị giòn mềm của bún, sau đó thì mình có thêm cái vị giòn của giá với vị thơm của lá 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 cái cây nữa. Cái lá hồi nãy mình đưa là lá húng á mọi người, ngon quá, rất ngon luôn. Mình chưa tìm được món nào vừa kết hợp là ăn nước dừa với nước mắm, thì đây là món đầu tiên theo cái hiểu biết của mình. Còn bạn nào có ăn cái món nào mà vừa kết hợp nước mắm với nước nước cốt dừa giống vậy thì nhớ chia sẻ với comment bên dưới để cho mình biết, để mình tìm mình ăn nha. Ngon quá. Ngon quá, nãy giờ không chịu nói chuyện luôn. Cái này ăn cảm giác ngon hơn ăn bình thường á, tại vì mình không thích ăn chả, không thích ăn nem. Ngon lắm. Ừ, nước mắm có chừng. Hôm qua ăn cá cái xương đâm trên cái vòng họng ở trên, trời ơi mình chịu không nổi, mình lấy tay vô mình cầm mình dứt ra, chắc nó bị lỗ một lỗ á, sâu á. Sợ nhất là xương cá luôn á. Mình không có ăn cá mọi người ơi. Ăn cá mới thông minh ha. Mình không ăn cá. Rất không thích ăn cá luôn. À không biết mọi người có coi mấy clip trước của mình hát karaoke không? Hôm qua buồn quá, ngồi hát chơi. Ngon quá mọi người, béo lắm. Không biết ăn xong có tìm anh Tào không, chứ ăn này ngon quá. Ừ.
Ngon thiệt luôn. À quên nữa, cái hộp này giá là 20.000 nha mọi người, ở chợ Bầu Sen. Lúc coi tập cuối phim khóc cũng khóc luôn, khóc luôn á, chứ phải muốn khóc nữa. Xong hộp bánh tầm 20.000 đã kết thúc trong vòng 10 phút 11 phút. Mình ăn sáng thì mình quên một chút để chia sẻ về một cái món mới này, là sự kết hợp giữa nước mắm và nước cốt dừa. Nếu mà bạn nào có dịp thì mình tìm ăn nha. Các bạn có thể lên Google á, tìm thêm cái quận của mình có bán hay không. Còn không thì các bạn tới chợ Bầu Sen á, hỏi người ta đang là chị. Nhưng mà hình như cái cô này cũng bán cái xe này, mỗi ngày cũng bán một món hay sao á. Mình cũng không rành, mình cũng thường đi nhưng mà ít đi phía bên đó. Rồi, chúc các bạn có một ngày vui vẻ và làm việc hăng say và hứng khởi nha. Bye bye.